Em test cái nồi non vòi 6 mới làm nha nè. Cái này thường nồi zin nó chỉ chạy tới đây nha anh em. Khi mình làm nồi rồi nó sẽ chạy qua luôn. Nó mới có hậu được. Rồi. Rồi cho thử đi anh. Em yêu cầu liên hệ bảo nha. Nồi 150 mới làm lên 5 lá bốn. Bốn chim nó chỉ có 4 lá thôi nha em. Và làm biết 4 lá bốn. Lên 5 lá nó bắt hơn, ngon hơn. Cảm ơn anh em đã xem video.